sữa rửa mặt Init Free lựu đỏ là một trong những dòng sản phẩm mới nhất được giới thiệu bởi nhà Init Free nổi tiếng hiện nay. Ngay từ khi ra mắt, sữa rửa mặt Init Free lựu đỏ đã nhận được sự quan tâm của nhiều chị em bởi thiết kế sang trọng, đẹp mắt và được sản xuất bởi thương hiệu mỹ phẩm uy tín với đa công dụng. Để hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm này, shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ nói chi tiết về sản phẩm sữa rửa mặt Init Free lựu đỏ trong video này để bạn có lựa chọn tốt nhất cho mình nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Sữa rửa mặt Init Free lựu đỏ cũng giống như tất cả các sản phẩm khác của hãng đều hướng đến là dòng mỹ phẩm thiên nhiên với thành phần an toàn lành tính cho da. Trong sữa rửa mặt Init Free lựu đỏ có chứa nước ép lựu và tinh chất từ hạt lựu với hàm lượng axit onic cao giúp tăng cường quá trình sản xuất collagen, ngăn ngừa quá trình oxy hóa và hạn chế lão hóa ở da. Với thành phần glycerin, ethylhexylglycerin, niacinamide giúp dưỡng ẩm chuyên sâu cho da chắc khỏe và căng bóng từ sâu bên trong. Ngoài ra, niacinamide còn có tác dụng dưỡng trắng da hiệu quả. Kết hợp với thành phần titanium dioxide thì sau khi thẩm thấu vào da sẽ tạo nên một lớp màng chắn giúp bảo vệ làn da khỏi tác động của tia cực tím và ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, trong bảng thành phần của sữa rửa mặt Innisfree Lựu đỏ còn có một số hạt chất như aqua và các thành phần lành tính giúp da sạch sâu và hiệu quả. Sữa rửa mặt Innisfree Lựu đỏ có rất nhiều công dụng nổi bật khác. Chính vì thế mà không phải tự nhiên sữa rửa mặt Innit Free lựu đỏ ngay từ khi ra mắt đã trở thành sản phẩm rửa mặt số 1 tại Hàn Quốc. Không chỉ làm sạch bụi bẩn ở bên ngoài, mà còn làm sạch sâu lỗ chân lông bên trong và loại bỏ hoàn toàn cặn trang điểm, mà còn bổ sung thêm tinh chất dưỡng ẩm chuyên sâu, đem lại làn da căng bóng, mềm mại sau khi dùng, ngăn ngừa quá trình lão hóa, thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen cho da chắc khỏe hơn từ sâu bên trong rất hiệu quả đấy. Đồng thời sữa rửa mặt Innit Free lựu đỏ là sản phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên, giúp làm sạch da hiệu quả mà không gây khô da nên phù hợp với mọi loại da của nam hay nữ giới trên 18 tuổi. Thế nhưng, sản phẩm này đặc biệt hơn là phát huy tối đa công dụng với một số loại da như là da khô, sân sùi và da bắt đầu có dấu hiệu của lão hóa hay làn da xỉn màu, không đều màu. Vì vậy tùy theo tình trạng da mà bạn nên lựa chọn sản phẩm phù hợp cho mình nhé. Sữa rửa mặt Innisfree hiệu quả tốt nên bị làm giải nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán sữa rửa mặt Innisfree hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.